thổi lòn hang chuột, thương con khờ đứt ruột đứt gan. Cha quỳ trước Phật giái gian, mong sao con dạy, mong sao con dạy bình an giữa đời. Trong 15 điều răn dạy của Phật có một điều: món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Nợ vật chất thì ta có thể tính trả bằng vật chất, bằng định lượng mà trả. Còn nợ ân tình, biết phải làm sao? Sao con nghĩ thế? Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn: nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ: thời xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không. Cha anh nói: cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ, lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo: cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố, rớt 13 lần, lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá. Bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1 2 năm nữa, tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong muốn anh về thăm quê một lần, nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng, nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ, nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc phô tô một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc, sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở. Dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần, mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Bất hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn làm gia họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy. Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng.
Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi, con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta. Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: ba má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui. Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu ở chưa đến 10 ngày thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh. Chồng tuy thương cha mẹ nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn. Hôm sau ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ thằng rể đi nhậu về mắng vợ: tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng. Sợ gia đình con mình xào xáo nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diễn cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn ốm đau thì xoay sở ra sao. Con đông mà lại... gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói: ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì, đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào, có người thấy lạ hỏi. Chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc, chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân, cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự, ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh không thấy ma nào đến, nhưng lúc di quan tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não, người bứt đầu bứt tóc, kêu la kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện buông những câu thở dài ngao ngán, che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bà tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ danh, nghe lũ bạn xấu nói: mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền, vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói: có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sau, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12, thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết, để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá vất vả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình xa dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng.
vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua vụ Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha để lợi dụng vào đó, ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói, con thích ngôi vua, sao không nói với cha? Cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế, thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế, như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại. Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khắp khởi. Một người cha có đứa con đầu lòng, vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói, mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ? Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhỏ xíu. Con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó. Và chẳng may, cái mục đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau. Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng. Thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophie vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc. Điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết. Vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập vở, áo quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật. Cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh, để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophie vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện,
họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo: "Con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ?" Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. "Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à." Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ 3 Sophie mới vào. Bà hỏi: "Mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ?" Anh ngập ngừng: "Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ, con chỉ được ở bên ngoài thôi." Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie: "Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẵm cho đỡ quạnh hiu." Anh cầm tay mẹ: "Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi." Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi 2 tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. "Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào." Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con: "Trong nhà con mang kính mát làm gì?" Sophie lúng túng: "Dạ, kính cận đó mẹ." Bà Sophia mỉm cười: "Kính cận gì mà màu đen?" "Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát." Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. "Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi." Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài. Bất chợt, cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào: "Sao con dại thế?" Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh.